Khỏe đã kết hôn, nam em lý giải chuyện vẫn giấu mặt ông xã. Đăng ảnh một người đàn ông không rõ mặt, nam em giới thiệu đó là chồng mình. Cô cũng lý giải việc không công khai diện mạo, danh tính của anh. Nam em vừa đăng tải hình ảnh một người đàn ông mặc áo trắng, đính kèm chú thích "My husband", chồng của tôi. Cô vẫn giấu gương mặt của người đàn ông này. Động thái của người đẹp gốc Tiền Giang khiến cộng đồng mạng không khỏi bàn tán. Trước những bình luận của khán giả, nam em trải lòng về chuyện tình cảm, chắc mọi người cũng hiểu được là sau bao nhiêu sóng gió. Thứ tôi cần bây giờ là sự bình yên và một tổ ấm. Tôi đã tìm được bến đỗ của riêng mình rồi. Tôi cũng xin phép không công khai người đàn ông của mình. Tôi hy vọng mọi người có thể hiểu và giúp đỡ vì bản thân tôi hiện tại không muốn thêm thị phi. Hoa Khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long 2015 tâm sự thêm, việc cô đứng trên sân khấu biểu diễn cùng với một ai đó là tính chất của công việc nên hy vọng mọi người có thể thấu hiểu để tôi có thể bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình và cũng có thể tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Cuối bài viết, nam em trải lòng, cùng một lúc vừa có cả hai, vừa phải bảo vệ công việc và gia đình thật sự rất khó chu toàn. Nhưng tôi vẫn rất kỳ vọng mọi người chỉ yêu thương âm nhạc của tôi thôi, xin biết ơn. Thời gian qua, nam em chuyển hướng sang vai trò ca sĩ. Cô chạy show liên tục ở các phòng trà và được đông đảo khán giả ủng hộ. Tuy nhiên, có một khoảng thời gian người đẹp dần ít xuất hiện trong các sự kiện giải trí. Chia sẻ về lý do ở ẩn, nam em cho biết cô đã lên Đà Lạt sinh sống để cân bằng lại sau hàng loạt ồn ào, áp lực đã gặp phải. Sau khi đã ổn định, nam em trở về thành phố Hồ Chí Minh để nhận show thời trang và đi hát trở lại. Gần đây nhất, người đẹp cũng vướng ồn ào có quan hệ tình cảm với Bạch Công Khanh vào khoảng tháng 12 năm 2022. Thời điểm đó, cả hai đóng chung phim và liên tục song ca tình tứ trên sân khấu âm nhạc. Có lần nhận được câu hỏi liên quan đến Bạch Công Khanh và mẫu người lý tưởng, nam em trả lời, nếu như chọn một người làm chồng, tôi sẽ chọn người như Bạch Công Khanh. Vì anh ấy bao dung, nhân hậu và tử tế. Sau đó, người đẹp sinh năm 1996 khẳng định, cô chưa từng nói đang yêu Bạch Công Khanh và sẽ lấy anh làm chồng. Nam em cho rằng, một số người đã cắt ghép clip khiến công chúng hiểu nhầm và đẩy mọi chuyện đi quá xa.